bữa nay nấu cho cha với mẹ với Minh Tân ăn bữa anh Tân. Nấu gì á? Chơi em chơi hoài nấu canh chua. Không có nấu cà ghi nữa. Canh chua cá gì? Canh chua với cá lóc. Với mẹ đó anh, với ông chú đó, ông nói cho bé tạc ngộ quá. Tạc ngộ thật chứ bộ. Tạc ngộ lắm. Thế kia chưa giặt kìa, con Yến kìa. Dạ. Tạc lại đi. Cái nào ba? Đó, còn cái kìa. Cái nào đó hả? Ừ. Ờ, tạc tí đợi đó. Dạ. Thôi chặt nó nguyên trái luôn. Dạ. Đậu bắp. Dục luôn. Tôi kêu nguyên trái, dục luôn nguyên trái. Kêu dông mà. Chặt đi. Chặt luôn. Tầm bảy tầm ba. Rồi nguyên trái luôn nữa. À, rồi gỡ rồi kìa. Thấy con làm không mau lẹ. Rồi rửa lại nha, rửa lại tầm hoàng nha. À, rửa nước lại. Ừ. Rửa gì sạch sạch nha chị Ba. Còn con cái lóc kia nữa đâu? Làm ăn trẻ chút. Làm cho kỹ kỹ á. Sạch sẽ với bộ. Đồ ăn mình phải làm cho kỹ mới được. Rồi sạch sẽ quá rồi còn nữa. Đó còn gì nữa? Cá rửa sạch sẽ lại coi. Bà Tàu làm chứ đó. Bà Tàu làm gì đó hả? Bà Tàu làm. Bà Tàu chứ qua đó. Mấy vậy? Mấy biết bà ăn không? Ăn. Sạch sẽ là ăn. Bình thường có gì đâu. Rồi. Rửa sạch luôn. Pháp Tây Mỹ mà. Pháp Tây Mỹ luôn hả? Ừ. Tới ngày đó không, bông súng lục nữa nè. Xấu xấu với bông súng lục nhóc nè. Bên này tới nè, tới ổ nè. Bông súng lục tới nè, ở giá nè. Bây giờ là mình nấu cơm có bỏ bông súng vô không? Dạ. Bỏ lá bỏ bông súng vô không? Nấu canh chua. Rồi có bỏ bông súng vô không? Có. Bỏ luôn nha. Bông súng lục. Biết bông súng lục không? Dạ. Tao không biết trời. Cái này hư rồi. Chúng rồi, dục đi. Ừ, hư rồi. Hư rồi, con chúng mới. Con chúng lột rồi, ba biết hả ba? Nấu chưa? Nấu rồi ba. Ông nào kia tôi mới kê cho ông đi ngộ. Đặt con chúng đi. Con chúng lột mà, đã ta lột mà. Biết lột không? Ừ. Con chúng lột. Là mình lột rồi ta. Lát đủ chén ăn không? Dạ. Ấu chén luôn, nhóc luôn. Chén luôn hả? Ở trong luôn còn nhóc nữa. Nấu cà chua ai ăn rồi hết. Cái nó bông chúng lột mà. Nấu cà chua này với giá bông chúng. Còn ở giá mà đâu có chồng. Còn quạt quan âm. Con cái gì? Ờ, quạt quan âm đúng rồi. Còn cái con ngoài là quan âm Bến Hồng ha. Quan âm Bến Hồng hả? Quan âm Bến Hồng. Ừ. Con tu đó về tận nhà con chiều giờ chồng. Gia mình anh con. Chịu ở đây thì nó có chua chẳng bà ăn. Đấy là muốn nè. Để vô lắm. Ý đại Mỹ Tây. Anh đang lấy ngoài cùng lắm. Bông súng lột. Cái nào biết bông súng lột không? Không. Hả? Không. Là lột hả ta? Lừa đảo. Gạo thơm đâu? Mua gạo ôm, gạo thơm mà ra. Bà chồng. Hôm qua nè. Bữa nào cũng nấu gì đây nghe anh ta. Ừ. Không cho nha anh ruột. Không cho kìa, tổng bả đồ quá ha. Ừ. Người dưng mà mới không làm cho mày đó. Hai chồng hả? Hả? Phải hai chồng không? Bà ông chơi không biết hả? Không biết. Lại cha. Con bố điên. Bà không biết hả? Hai vợ chồng đó. Gì hả? Đừng lấy tầm bảy tầm bả đi mà nó có đây bà nội á. Tôi biết đó. Mà làm tầm bảy tầm bả. Tôi cũng biết thì sao vụ này đi chơi sao. Ông đi không biết hả? Không. Phái bồi hỏi ha. Ừ. Hả? Đó, đẹp. Phái ổng không? Hả? Phái ổng không? Không. Sao không? Không phái gì. Gì? Già chứ mày nha. Già hả? Già còn sao? Sao nãy khen ổng là đẹp trai? Già. Già còn sao? Cái gì? Phái rồi. Em nấu canh chua đó. Nấu canh chua cá lóc cho chị ăn nha. Đấy đi từ từ chân nha chị ơi. Nhìn giáp bụng mít té đó. Dạ. Thấy ăn cái ổng đau à. Ai đau? Ba đau vậy. Trời đất. Bồ con mà thấy ăn cái con gốc ba ngày. Té là té gì đó hả? Té trúng đầu là té em chết luôn. Té trúng đầu mà đau. Không biết té mà trúng chỗ nào là thấy buồn. Vậy đó hả? Nói giờ anh mà té rồi chắc thấy là chết rồi. Sống gì nữa. Anh té em buồn dữ lắm hả? Ai?
Anh Tiến đó. Tiến nào? Anh Tiến lùi á. Anh Tiến này hả? Anh lùi á. Anh lùi hả? Anh Tiến khác. Dạ. Anh Tiến khác. Không có bông súng lột. Mình Việt Nam mà ba bông súng lột. Con nấu tầm bậy tầm bạ ba tạo ăn. Còn có đốt lửa ba coi nè. Con làm tới nhà không ngờ gánh đâu. Nấu nướng nè nọ. Có con với bả coi mà nấu mấy tiếng hộ. Nấu như mà nấu như này là nấu kiểu như tao không biết nấu gì ma ăn. Giá nè không thấy không? Này là bên chua hay gì mà? Chua. Nấm chua hả? Nấm chua. Dạ, rồi đậu bắp, khóm, bún súng. Không quẹt đâu ta. Làm bài bản đó như bộ. Canh chua chứ khóm à. Nó là bậy bạ tội chết. Đúng rồi. Kêu kêu quá nhóm lửa rồi. Nấu canh chua bữa cho chị ăn đi chị Minh Trà. Nấu sạch nha. Dạ, ok. Nấu lửa là chị Minh á. Ok. Nấu quậy là tự tế. Cho mẹ ăn á. Nấu quậy chung lần. Đừng để gan dạ mà chơi thêm. Cá lóng. Trời nấu. Ngồi chơi đi, nấu một chua nha chị ăn. Thằng chị mơ ha. Thằng chị mơ này nấu một chua ngon lắm mà. Mình đâu có ham thì chơi vui. Của bạn ở đâu gì kìa Mỹ về đó mẹ. Ừ. Mỹ luôn hả? Hôm qua có nấu cái nồi cà ri ăn rồi. Ôi, quá trời luôn. Ăn thì bà ăn một hơi nữa. Rồi có sớt. Bà nhà quý mang. Ừ. Nhà mình cũng đang báo đấy nha. Tôi nghe ba. Ở kia bà đâm muối xả. À. À múc cái nước ra mẹ. Cái này thân rồi đó gái của. Không dám nói được không? Không ba mượn phải không? Không dám nói đâu. Ba mượn phải không? Phải ba không? Dạ. Phải ba không? Ba đó. Ông lớn là mình kêu ba. Đúng rồi, lớn là kêu ba đúng không? Kiểu không thấy không? Gia đình tôi nó nhà chứ thành phố nấu kiểu gì. Mà cũng đâu có chết không gì. Đi chạy luôn rồi. Ông tầm bảy tầm bả. Ăn qua ngày vậy nè. Ừ. Vậy đó, đâu có chùi sạp ông, sạp béo gì. Để cái lòng qua đâu. Nè. Dài bữa tháng nữa. Để cái lòng qua này nè. Bày qua ba thứ. Ồ, dữ nha. Từ dưới lên đây luôn, ba thứ. Chữ chạm hay đo rồi chưa, chữ chạm mà. Không? Rồi dưới xã mới dẫn lên đó nhà của ông Mơ. Ừ. Gặp ở đây quá trời thông cảm mấy ông cho gì chụp mười mấy gà ba cũng đi cho đó. Trời ơi củ gừng có nó bự rồi. Củ giống cà. Gặp ở đây. Ừ. Giống củ gì vậy? Củ gừng. Biết là vô thâu buồn lý quá đập cái bếp rồi. Ồ, không có bài cơm đâu. Tôi cho nè, gặp ở đây nó mới gặp ở đây trơn. Nấu chi mà ba cái đó. Múc mần rồi làm chảnh rồi mấy con. Độ ngoài này ba thước. Nấu chi mà tội lỗi quá trời ta. Có gì nuôi tàu lao bốc giác không à? Tôi không có chịu nấu nhiều. Một ngày mấy chú ăn biết không? Con mần á. Rồi con đi về con làm. Con không nấu giặt nhà, xô nhà. Không ai vô nhà cũng chứ. Dịch cũng quýnh chứ. Không có giỡn mà không có hớt mà không hò. Tấm khó luôn. Khó luôn ha. Khó khăn lắm à. Rồi gần trước chơi đi, đã nấu nước đi. Kêu bà nấu nước. Gạo nữa anh ơi, ớt vô nó có chua rồi đi. Để ổng la đó. Ổng thử. Nó có chua gạo không á. Dạ, bánh chua. Bánh chua với ớt nè. Lớn rồi mà vui gì nữa. Ngủ gì nữa, ngủ trời. Nấu canh chua nè. Vì mình đang nấu đàng hoàng sạch sẽ mà ăn. Thấy ghê không ăn. Cơm sôi gạo nở tưng bừng rồi kìa. Ai ăn ăn quay vô chơi. Rồi cái này cái gì? Bún canh chua cá lóc. Đâu không có không có cá nè. Ừ gãy cơm cá nè. Đâu bớ anh ơi. Dễ anh ơi. Cá nằm dưới đây được chưa? Quá trời. Rồi xong nó gãy gợi cho này. Nấu không kéo tay. Rồi quá nè. Nè giúp nè. Canh chua cá lóc hả mà mà. Nè anh Tân. Đâu. Bá cơm chứ. Bá cơm. Nấu ngon lắm. Ngon đó. Ủa này chén này chén này chén này chén gì? Dạ. Này nè. Canh chua cá lóc nước mắm nước muối bún. Đó là muối ớt hả? Dạ. Muối ớt. Dạ. Đây là muối ớt nè. Bún luôn. Đây là nước mắm này nè canh chua cá lóc. Đổ lên cái canh.
Được rồi. Miếng này chín chưa? Chín chưa? Hồi nào là tôi uống nấu cơm. Này ai nấu hả? Tôi nấu rồi mới nấu đầu tiên. Ừ. Lại. Dạ. Gì trên nước vô? Dạ cái nước nữa, cho nó chín được chưa? Còn thịt sao? Đừng chờ tám. Ừ. Rồi có bật lại nút rõ chưa? Rồi. Ừ. Rồi. Quên. Ông nội mình uống bia rồi nhậu không? Hả? Nấu cho ba mẹ ăn, anh chị ăn. Chịu gần kêu ba mẹ vô. Ừ. Kêu ba mẹ vô anh. Đổi luôn nha. Đâu trời, ông bỏ đâu ạ? À? Dạ. Ông bỏ đâu? Đi. Đi. Lên hả? Tồi lại không? Tồi lại không? Có chứ, ở nhà đợi nha. Dạ dạ. Nhà đợi nha. Dạ dạ, đi ăn cơm ngoài hả? Ừ.